Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mở hộp về máy tính bảng ở trên kênh YouTube của mình. Và cái mẫu máy tính bảng mà mình mở hộp cho các bạn ngày hôm nay đó là mẫu Galaxy Tab A9 Plus. Đấy, máy tính bảng thì mình cũng nói luôn, đấy là mình luôn luôn ưu tiên mua iPad. Đấy, nhưng mà bây giờ cái mẫu iPad mới tinh giá rẻ nhất, nó là iPad Gen 9, là nó cũng đã cỡ tầm khoảng 7 triệu rồi. Thế thì nếu mà mình không thể cố lên được tầm khoảng 7 triệu, mình chỉ có tầm khoảng 5-6 triệu thôi, thì rõ ràng là mình chỉ có thể lựa chọn được máy tính bảng Android hàng mới tinh, đúng không nào? Đấy, thế thì cái mẫu Galaxy Tab A9 Plus này hiện tại mình có tham khảo tại website của Cellphoneet, thì cái mức giá họ đang để là 5.990.000 đồng. Tất nhiên chúng ta sẽ có rất nhiều những cái khuyến mãi đi kèm. Ví dụ như là chúng ta sẽ được tặng một cái bộ quà tặng dịch vụ YouTube Premium này, hay là VEON này, rồi là được giảm luôn 500.000 đồng qua Galaxy Gift Code. Đại loại nghe nói thôi nhá, giá sau khi đã trừ quà của cái mẫu máy tính bảng này nó sẽ rơi tầm hơn 5 triệu. Đấy, hơn 5 triệu chúng ta sẽ được thương hiệu Samsung, đúng không nào? Chúng ta sẽ được cái gì nữa nào? Chúng ta sẽ được một cái hộp phụ kiện có cũng như không, bởi vì là bên trong này là nó không có củ sạc mà nó chỉ có cáp sạc là cái giá trị nhất thôi. Thế là lướt qua một chút nhá. Thì ở đây mình có luôn một cái gọi là bao da đấy, cái này gọi là book cover đấy, đấy để cho cái mẫu máy này, và khi mà mình lắp vào như thế này đấy thì mình sẽ có một cái mẫu máy nó hoàn chỉnh hơn đấy, để lên trên bàn như này để mình có thể xem tivi các thứ, hay là xem YouTube, đúng nào, một cách dễ dàng hơn. Ngoài ra nữa thì cái mẫu máy tính bảng này nó cũng có một cái màn hình kích thước khá lớn đấy nhé các bạn nhé, 11 inch, tần số quét là 90Hz, có tới 4 loa ngoài, 1, 2, 3, 4. Và ngoài ra nữa nó còn có những điểm gì nữa? Hãy cùng bắt đầu mở hộp với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Quay trở lại với cả cái mẫu máy tính bảng này thì cái cảm giác cầm nắm của một cái mẫu máy tính bảng thì mình thấy là nó cũng giống như bao nhiêu cái mẫu máy khác thôi. Đấy là độ mỏng rơi khoảng 6,9mm ở mức độ hợp lý đối với cả máy tính bảng. Và khối lượng là tầm khoảng gần 5 lạng, chính xác ra là 4 lạng 8, 4 lạng 9 gì đó. Và với một cái khối lượng như thế trên một cái mẫu máy tính bảng có kích thước màn hình lên tới là 11 inch thì mình nghĩ là nó cũng rất là hợp lý rồi. Về cái màn hình của cái mẫu máy này thì sao? Nó sẽ có cái tấm nền, nó lại chỉ là TFT thôi nhé các bạn nhé, là TFT LCD, nghĩa là nó là cái tấm nền rẻ tiền hơn so với cả IPS LCD. Được cái là kích thước màn hình thì khá là lớn, lên tới là 11 inch, tần số quét là 90Hz. Độ phân giải thì sẽ là 1200 nhân với cả 1920 pixel. Tỷ lệ màn hình là 16 chia cho 10. Đại loại là các bạn cứ nhìn là cái chiều dài này này, nó sẽ xem là khoảng 1920. Và cái chiều rộng của nó thì được nới rộng hơn so với những cái màn hình tỷ lệ 16 chia 9. Nên là đây sẽ được coi là màn hình Full HD cộng và kéo dài theo cái chiều rộng. Với cái màn hình Full HD cộng trên một cái kích thước màn hình nó rất là lớn, lên tới là 11 inch, thì cái mật độ điểm ảnh cho ra sẽ rơi vào tầm khoảng 206 PPI. Với 206 PPI thì chắc chắn là bạn sẽ nhìn thấy ra điểm rỗ ở trên cái màn hình này rồi. Và với màn hình TFT thì cái độ sáng của nó cũng không quá cao đâu. Chúng ta nhìn ở bên trong nhà thì thấy là cũng được, còn nếu mà nhìn ở ngoài trời nắng gắt ấy, thì nó sẽ khá là tối. Tuy nhiên là đối với một cái mẫu máy tính bảng ấy, thì chúng ta cũng không đến mức độ gọi là nhìn quá sát quá gần vào cái máy tính bảng này. Chúng ta nhìn với một cái khoảng cách mình nghĩ là nếu mà đủ xa thì nó cũng không đến nỗi nào đâu, không nên đến nỗi gọi là quá rỗ đâu. Tuy nhiên nếu mà so với cả iPad Gen 9 ấy, thì cái mẫu máy này nó sẽ có một số những cái điểm mà nó không bằng đâu. Đấy là iPad Gen 9 thì nó có màn hình là tấm nền là IPS chứ không phải là TFT. Đấy là cái nhất. Cái thứ hai nữa đấy là cái iPad Gen 9 cái độ phân giải của nó rất là cao, 1620 nhân với cả 2160 pixel, và cái mật độ điểm ảnh cho ra sẽ rơi vào tầm khoảng 265 PPI. Nghĩa là cái độ chi tiết ở trên iPad nó cao hơn tầm khoảng 30% so với cả cái mẫu máy này. Còn cái này thì được mỗi cái là cái tần số quét của nó cao hơn thôi, chứ còn về chất lượng về tấm nền thì không thể nào mà so được với iPad Gen 9 đâu. Đấy, cái này là chúng ta cũng phải thẳng thắn thừa nhận với nhau cái điều đó, đúng không nào? Viền màn hình thì mình đánh giá là làm ở mức độ bình thường, nó không đến mức độ quá dày cũng không quá mỏng, và cái viền này thì mình thấy là nó làm rất là đều. Đấy, camera thì được đặt ở cái chiều dài của cái mẫu máy này, thì phần lớn là máy tính bảng thì bây giờ chúng ta cũng để theo cái kiểu là chiều nằm ngang như này, đúng không nào? Chỉ có trừ khi là lướt TikTok thôi thì chúng ta mới để dọc thôi, còn để nằm ngang như này thì chúng ta sẽ soi cái camera nó sẽ như thế này đây. Đấy, đấy, đây là camera chân dung nhá các bạn nhá, đây là xóa phông này, còn đây là camera bình thường này. Đấy thôi, tiện thể nói về camera thì mình sẽ cho các bạn xem qua một số những bức ảnh mà mình đã chụp ra ở trên cái camera của cái mẫu máy tính bảng này. Đấy, đây là bức ảnh thôi đây, cứ quay về từ đầu đã nhá. Đây là bức ảnh mà chụp ảnh ở bên trong điều kiện ánh sáng trong phòng quay của mình. Đấy, đây mình sẽ zoom lên cho các bạn xem luôn này. Đấy, độ chi tiết cho ra ở trên một cái camera 8 megapixel như thế này là được cái chứ, đúng nào? Đấy, rồi tiếp tục nữa nào. Đây cũng thế này, đó, các bạn nhìn thấy không ạ? Đây là một cái bức ảnh mà mình chụp ảnh mình với admin Kha ngồi xuống chụp ảnh selfie luôn. Đấy, sẽ zoom thử lên nhá.
Đấy, zoom lên tóc của mình là đã thấy hơi mờ rồi, nhưng ít nhất là nhìn thấy là tóc vẫn bạc, vẫn nhìn thấy rõ. Đấy, chụp ảnh ngược sáng luôn này, cái phần vùng sáng ở trên này thì nó cũng không đến mức độ bị quá cháy. Đấy, còn chụp ảnh xóa phông ấy, thì nó sẽ như thế này đây. Và mình cũng kiểm tra xem là xóa phông nó bị lẹm hay không, thì mình sẽ để background phía sau nó màu đen trắng như này. Đấy, để mà xem, kiểm tra luôn. Thì xóa phông như này cũng ở mức độ chấp nhận được. Có chăng là ở cái phần vai của admin Kha này, nó sẽ hơi bị lẹm một chút ở chỗ này này. Đấy, nhưng mà đối với cả máy tính bảng thì mình cũng nói thật luôn, đủ để cho chúng ta có thể gọi điện video call với cả học online cái thứ thôi. Chứ còn nếu mà bảo selfie đẹp hay là chụp ảnh đẹp thì không đâu nhá. Còn camera sau 8 chấm thì là chụp ảnh theo kiểu là chụp ảnh bài giảng đấy, kiểu như thế. Đấy, camera trước này cũng chỉ có 5 chấm thôi, thì là gọi là đấy như thế này, cảm thấy không ạ? Thì gọi là cơ bản thôi, chứ cũng không thể nào mà kỳ vọng quá nhiều được. Ok, tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về phần cấu hình thì sao. Về cấu hình thì cái mẫu máy tính bảng này sẽ chạy con chip Snapdragon 695. Con chip này thì ở mức độ rất là bình thường thôi, nhưng được cái là nó sẽ có 5G RAM ROM đi kèm theo máy sẽ là RAM 4, bộ nhớ trong 64. Và để mình check xem là cái điểm số AnTuTu nó sẽ rơi vào tầm bao nhiêu điểm đây. Điểm số AnTuTu sẽ rơi vào tầm khoảng 425.000 điểm. Điểm CPU sẽ rơi vào tầm khoảng 146.000 và GPU sẽ rơi vào tầm khoảng 84.000 điểm. Đại loại là với một cái cấu hình như này thì chúng ta sử dụng các cái tác vụ cơ bản, ví dụ như là đọc báo, lướt web, rồi là vào YouTube, Facebook, Zalo, WhatsApp, Viber, TikTok. Đại loại là như thế. Còn nếu mà chúng ta chơi game ấy, thì mình khuyên các bạn là nên chơi những tựa game cỡ tầm khoảng trung bình trở xuống, chứ nếu mà chúng ta chơi những tựa game quá nặng ấy, thì chắc chắn là không được đâu. Và mặc dù con chip Snapdragon 695 là có hỗ trợ 5G đấy, tuy nhiên là cái sổ mà mình đang cầm trên tay này nó là cái phiên bản chỉ có wifi thôi, chứ nó không lắp sim vào đây đâu nhé các bạn nhé. Ngày trước ấy thì những sản phẩm máy tính bảng của Samsung bán ra Việt Nam có một số con rất là rẻ tiền nhưng mà nó vẫn có tính năng nghe gọi luôn, rồi là vẫn có sim cắm mạng và bình thường, nhưng bây giờ là không còn những cái đó nữa rồi. Loa ngoài thì 4 cái là mình cũng đã nói rồi nhá, nhưng mà bật max volume lên thì chúng ta sẽ nghe nó sẽ hơi rè một chút. Về pin ấy, thì cái mẫu máy tính bảng này sẽ sở hữu viên pin với mức dung lượng là khoảng 7040 mAh, hỗ trợ sạc 15W nhưng lại không có củ sạc đi kèm, chúng ta sẽ phải mua thêm. Đấy, và với việc hỗ trợ sạc 15W như này thì mình cũng khuyên anh em là nên cắm sạc qua đêm. Chứ nếu mà sạc 15W mà sạc cho viên pin 7000 thì nó lâu lắm. Mặc dù 15W là đã đủ tiêu chuẩn cho sạc nhanh rồi. Đúng nào. Đấy, mình sẽ kiểm tra cho bạn xem qua một chút nữa và về cái phần giới thiệu về máy tính bảng này đi. Thông tin máy tính bảng này, thông tin phần mềm này. Hiện tại là nó đang chạy phiên bản One UI 5.1.1 trên nền tảng Android 13. Android 13 thì cũng không phải là mới nhất bây giờ đâu. Bây giờ những sản phẩm mình mở hộp, ví dụ như là Xiaomi 14 và 14 Pro vừa rồi là nó đã là Android 14 rồi cơ. Đấy, thì 13 cũng không phải là mới nhất nữa, nhưng mà nó cũng không phải là phiên bản cũ. Thế này cũng là một phiên bản mà đang rất nhiều người sử dụng bây giờ. Còn về bảo mật sinh trắc học ấy, thì cái mẫu này nó sẽ không có vân tay đâu, mà nó sẽ chỉ có nhận diện khuôn mặt thôi. Và tất nhiên nó sẽ là nhận diện khuôn mặt 2D nhé các bạn nhé. Đấy, chúng ta sẽ kích vào đây, ấn tiếp tục này. Mình sẽ thử xem. Đây, chúng ta sẽ thử luôn nhé. Đấy. Đấy, tốc độ nhận diện khuôn mặt 2D của nó như này là mình nghĩ là cũng ở mức độ hợp lý rồi, cũng đủ nhanh rồi, không nhất thiết phải cần thêm vân tay làm gì. Nhưng rõ ràng là nếu mà có thì méo mó có hơn không, đúng không nào. Đấy, xung quanh cạnh máy thì chúng ta sẽ thấy là có phím nguồn cũng như là phím tăng giảm năng lượng thưa đây này. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ bóc thử cái này ra để xem là chất liệu có phải là kim loại hay không nhé. Bóc cái ốp lưng ra cho anh em xem luôn. Chất liệu kim loại và cái phần này thì để xem nào, nó sẽ là nhựa đúng không, để giúp máy có thể thu phát sóng được tốt hơn. Đấy, phía dưới này là kim loại. Đấy, tuy nhiên là cái phần mặt lưng này thì nó sẽ để lại khá nhiều mồ hôi và dấu vân tay, các bạn có thể nhìn thấy luôn này. Đây là trong cái quá trình mà mình sử dụng mình sẽ cảm thấy là nó hơi bẩn. Còn cái phần mặt trong của cái phần ốp lưng này thì mình thấy là nó có những họa tiết sần này, đấy, để có thể cho cái máy nó được chắc hơn. Đấy, còn những cái phần ở bên ngoài này thì nó là cao su này, đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Đấy, bên trong này nó cứng lắm. Còn cái này chúng ta có thể gấp được rất là nhiều các cái kiểu gấp khác nhau nhé, đấy, để chúng ta có thể để được. Đại loại là đây là một cái mẫu máy tính bảng của Samsung, có thương hiệu tốt, chạy Android, mức giá thì rẻ. Thế tuy nhiên là chúng ta cũng phải hy sinh rất là nhiều thứ đấy. Các bạn cảm thấy sao? Và các bạn có chấp nhận hy sinh những điều đó hay không? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Ở phía dưới này thì chúng ta sẽ có thêm các cái chấu như này để chúng ta có thể kết nối nó với cả bàn phím. Còn nếu mà anh em hỏi là ở cái phía dưới này thì có phải là cái khe SIM không ấy? Thì không phải đâu nhé. Đây là khe cắm thẻ nhớ thôi nhé các bạn nhé. Đấy, cái máy này có hỗ trợ khẽ cắm thẻ nhớ microSD nữa. Rồi, và các bạn có thể tham khảo qua giá bán cũng như là các cái khuyến mại đi kèm của cái mẫu máy tính bảng này tại website của Cellphonet qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghi comment cũng như là phần mô tả của video này. Cellphonet hiện tại đang phân phối chính hãng cái dòng sản phẩm này nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.